Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Thời điểm làm video này là cái lúc mưa bão, chắc còn khoảng 1 đến 3 tiếng nữa là bão sẽ đổ bộ vào khu vực của mình rồi anh em ạ. Chính vậy là bây giờ cũng đang mưa rất là to. Nếu như trong video mà có vấn đề gì về âm thanh hoặc là anh em nghe không rõ thứ thì anh em cũng thông cảm nhé. Với lại là thêm một cái nữa là hai video trước mình làm thì có khá là nhiều lỗi. Ví dụ như là mình xem cái số ngày đăng nhập của cái tài khoản nó không được chính xác, hoặc là một số các lỗi về tính toán các thứ, thì trong quá trình mà làm video nếu như những cái video tiếp theo đều có lỗi như vậy, cũng mong là anh em phản hồi cũng như là anh em thông cảm, vì đôi khi là một ngày 24 tiếng mà anh em kiểu gì nó cũng phải có khoảng 30 giây hoặc là một phút nào đó trong lúc mà mình đang ghi âm ghi hình làm video như vậy thì nó đôi khi nó cũng hơi lác lác một tí. Nhưng mà tuy nhiên là cũng cảm ơn là anh em đã phản hồi, mình mới biết được cái lỗi của mình là nó như thế, để mình cố gắng mình khắc phục vào những video lần sau. Ok, cảm ơn anh em nhé. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ vào cùng với video này và xem qua về cái tài khoản mà mình sẽ review ngày hôm nay. Cũng trong một cái tem của cái account trước mình review luôn, nhưng mà mình nghe bảo là em cái account này là kiên kỵ. Account khác nữa cũng trong tem luôn, tem OG nhé anh em. OG mà để tên tu xích thấy ghét không? Ghét ghê chưa? Nhưng được cái team này thấy kill bon có vẻ chất lượng quá cái trưởng luôn, mặc dù bon thấp nhưng mà kill cực kỳ cao, cực kỳ ấn tượng luôn anh em. Rồi, để cho tránh vướng phải một số lỗi sai lầm, ví dụ như là mình nhìn ID và mình đoán không được cái số ngày đăng nhập, thì mình sẽ chất thêm một con nữa là con nữ xạ thủ, con đấy chắc không sai đúng không anh em. Còn bây giờ anh em mình sẽ cùng xem về cái account này. 1195 ngày đăng nhập VIP 16, tốc độ VIP là mình nghĩ cũng khá là ok rồi, nó cũng tương đương với lại cái account mà mình đang chơi thì mình thấy là khá là ok. Để về chất về VIP thì lát nữa, để về chất lại cái số ngày đăng nhập ấy thì lát nữa mình sẽ vào trong cái con nữ xạ thủ mình xem lại một lần nữa nhé anh em, để cho nó tránh sai sót, bởi vì cái việc mà nhìn ID thì lâu 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 nó cũng bị lú anh em ạ. Wow, 67 triệu sức mạnh nhưng mà có khung súng là thấy cực kỳ uy tín đúng không anh em. Mình đây hiện tại giờ vẫn 1K4 ngày rồi vẫn chưa có khung súng, một điều thực sự rất là buồn. Mình cực kỳ thích cái khung súng này và mình tin chắc rằng là rất là nhiều anh em chơi cái game này chơi về lâu về dài rồi thì anh em sẽ thấy được cái khung súng này nó cực kỳ là đẹp và cực kỳ là ấn tượng đó. Nó không riêng chỉ gì là người chơi cũ mới mà kể cả là những người chơi cũ lâu năm rồi, có một số người chơi vẫn chưa lấy được đó. Ví dụ như mình là K4 ngày mình vẫn chưa có nè anh em, rồi khá ấn tượng đúng không anh em. Ở đây là chơi nền văn minh Đức chuyên về kỵ, số kill thì cũng khá là mạnh rồi. Ở đây mình thấy kill T5 lên tới 85 triệu, cực kỳ cao đúng không anh em. Nhưng mình thì đấm học mồm ra mà vẫn chỉ có là 60 triệu thôi, người ta đã 85 triệu rồi. 3B1 kill, thức tỉnh Attila, thức tỉnh Takeda. Wow, sử dụng vật phẩm tăng tốc với trị giá 10 năm. Bông tuyết đặc biệt, sa mạc vô tận. Wow, một cái chỉ số thông tin cực kỳ ấn tượng. Sức mạnh tối đa là 86 triệu, nhưng mà bây giờ hiện tại chỉ còn giảm xuống còn 6-7 triệu thôi. Cực kỳ là ngáo đúng không anh em, cực kỳ ngáo chiến. Đấy, cứ phải ngáo chiến như vậy thì đi đâu cũng kingdom nào cũng nhận cả. Chết 16 triệu năm. Một con số death mà mình nghĩ là death này thì phải cực kỳ cao. Death này cao lắm anh em ạ, 16 triệu là cực kỳ cao ấy. Đã thu thập tài nguyên 15 tỷ nhưng mà hỗ trợ tài nguyên 14 tỷ. Cái này thì mình đoán thôi nha anh em, mà mình cũng cũng không thực sự là quá rành. Nhưng mà cái này có thể đoán được là nhiều khi là giao dịch trao đổi tài nguyên, ví dụ như mà chơi kỵ thì cần ngô với đá thì ít ít dùng gỗ, thì có thể là trao đổi gỗ để lấy ngô hoặc là lấy đá lấy vàng các thứ vân vân, kiểu kiểu như vậy. Và cũng có thể là hỗ trợ cho người chơi khác về tài nguyên các thứ. Nhưng mà một con chỉ số mà 15 14 như vậy mình thấy là cực kỳ ấn tượng. Thu thập với lại hỗ trợ bằng nhau. Thu thập tài nguyên mà ít hơn cả hỗ trợ tài nguyên thì phải gọi là pro map đó. Death thì cực kỳ cao. Death quá cao rồi nè, death cực kỳ cao ấy. Rồi, không để cho anh em phải đợi lâu thì đúng là chuyên kỳ của khác đúng không anh em. Làm chùm rồi, Mát Doan ngay trong vòng một nốt nhạc, ngay từ ngày đầu tiên quay vòng quay đội quân rồi. Ở đây mình thấy chỉ còn 1,6 triệu lính thôi, những con lính mà không chơi, ví dụ như là bộ lý chơi nè, cung lý chơi nè, đét cho bằng hết, khá là ấn tượng. Đúng rồi, chơi game là nó phải ngáo đến mức độ vậy mới được anh em à.
cày thì còn 1 triệu lính cày, cái số lính cày 1 triệu đến 1 triệu 2 như vậy thì đủ cho anh em đánh 3 đảo on field duy trì boost 50% quân thôi. Đó thì nó cũng khá là ok, boost 50% thì nó mất khoảng 300 rồi, 300 lính rồi. 300k lính. 3 đảo còn 1 triệu như vậy là cực chuẩn, còn lại bộ với cung là death hết. Rồi đánh vậy thì bết ngáo rồi, quá là ổn rồi. Hiện tại thì đang ở Vương quốc 2139, cũng tương tự như cái account hôm qua mình review luôn nhé anh em. Mùa này death 1.7 triệu. Ồ mà death kỵ cũng nhiều ấy chứ, death kỵ cả 1.3 triệu kìa. Chuyên kỵ mà death kỵ nhiều phết đấy chứ. Bộ với cung là cũng chen ít nè, bộ cung chen ít. Giết hoặc làm thương nặng 30 triệu đơn vị lính của địch. Chà, khét thật chứ. Đánh game nó phải khét rồi. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem về cái nhà huyền thoại nha. Nhà huyền thoại thì ở đây chuyên kỵ thì chắc là nhà K1 với lại nhà kỵ này là best rồi anh em ạ. Không cần là phải đua nhà thiên đỉnh làm gì. Không, thực sự mình nói á, không cần phải đua nhà thiên đỉnh đâu. Xài mấy cái nhà ở trong shop KVK kỵ với cung nó cũng là best rồi. Thủ kỵ 10% đánh on field cực kỳ ngon rồi còn gì nữa. Đây mấy cái nhà tím nhà kỵ lần này mình sẽ xem từ từ nó kỹ hơn. Nhiều phòng khi đi review mà bị sót quá trời, anh em phản ánh cực kỳ nhiều. Rồi có một cái nhà huyền thoại đúng không anh em, một cái nhà. Nhiều khi già cả nó đếm, nhiều khi cái việc mà đếm số nó cũng hơi lác lác nữa anh em ạ. Rồi có một cái nhà kỵ thôi. Một số anh em thích thủ kỵ đã on field cho nó khỏe, mình thì lại thích cái nhà K1 hơn, thiệt hại kỹ năng. Nói chung là tùy sở thích của mỗi người, mỗi người mỗi khác mà đúng không anh em, không ai giống ai. Rồi tiếp đến thì anh em mình sẽ cùng đi xem một chút về kho của cái account này nha. Red ngoài thì mình thấy là cũng gần hết rồi đấy, red trong kho cũng vậy nè, gỗ thì còn nhiều bởi vì đánh cái chuyên kỳ thì ít xài gỗ lắm. Đá vàng ngô là nhiều thôi. Đánh này là đánh có, cũng có thể gọi là đánh cạn cả red luôn ấy. Đúng rồi, đánh là phải bung cả red kho đánh. Nhiều người là nhiều khi không bung red kho này mà. Nhất là cùng kinh đâm chết mình, mấy khứa kinh đâm chết chơi, mấy anh Tây chơi nó chả bây giờ nó bung red kho ra anh em. Đánh hết red ngoài là nó bảo hết red không chơi nữa. Đánh là phải khô máu chơi, đã chơi là phải khô máu. Tăng tốc. Tăng tốc vẫn còn nhiều phết ấy. Tầm này cũng đánh sương sương mây mây được. Nhưng mà đối với những anh em mà chơi ở những cái cụm như thế này thì tầm này tăng tốc thì nó cũng không phải gọi là nhiều rồi. Gọi là ít đấy, không đủ để đánh. Nhưng mà đối với cụm chết mình thì nhiều. Chơi cụm này thì nhưng mà thấy bảo là ở đó 2139 thì nè cũng tương đối. Chính vậy là cái việc mà hồi rương bằng hồi rương nhận rương để lấy xe buýt các thứ thì nó cũng đỡ hơn một chút xíu. Rồi ở đây mình thấy có một cái trang bị kiếm kỵ nè. Cái trang bị này thì anh em phải đổ trong shop KVK và cái này cực kỳ quý hiếm bởi vì anh em phải đổ bằng xu nhá. Cái xu đấy thì cực kỳ khó kiếm. Mình sẽ xem tổng được bao nhiêu món nhá. 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 19 món cam. Cái việc đếm số này mình cũng hay đếm lộn lắm. Chính vậy anh em cứ comment với lại phàn nàn hoài. Nên là đôi khi anh em thông cảm nhá, nhiều khi nó cũng lát lát tí đếm nó hơi sai. Mười chín món cam. Ở đây mình thấy có một món tài năng đặc biệt, hai món tài năng đặc biệt. 19 món cam mà có hai món tài năng đặc biệt, anh em thấy chưa, cực kỳ khó đúng không anh em. 19 món mà được hai món, tính ra thì 9 món được món. 18 chia 2 bằng 9 9 2 18. Ờ đúng rồi, nhân đi nhân lại không anh em lại bảo đếm sai chết. Xác suất để đọc đồ cam đâu mà dễ đâu. Tạch liên hồi được hai món có tài năng đặc biệt thôi. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy là tinh luyện. Cái này nó cũng khá là hợp lý rồi anh em ạ. Nếu như mà anh em ít nạp ấy, anh em không nhất thiết phải tinh luyện. Anh em đập một cái mũ đầu trượt thì anh em có thể đập cái mũ thứ hai, cái mũ thứ ba thì anh em có thể dành để đánh ba đạo ok rồi. Nếu như anh em chỉ chơi ba đạo thì lúc đấy anh em hãy tinh luyện. Còn nếu như anh em chơi bốn đạo thì anh em đập thêm món nữa. Không ra talent thì lúc đấy anh em mới tinh luyện thì nó sẽ ok hơn nhá anh em. Rồi có điều là ở chỗ đây mình thấy là nếu như mà ít nạp thì không nên đập những cái món mà trong trang bị huyền thoại. Đó bởi vì những cái món mà vũ khí chinh phạt như vậy thì
nó rất là tốn nguyên liệu anh em ạ, rất là tốn, cực kỳ tốn nguyên liệu luôn. Cơ bản mình thì không đánh giá cao đối với những anh em biết nạp và đặt cái này, còn có thể là chủ bạc họ nạp nhiều thì họ có thể đặt cái này thì cũng không sao cả. Đương nhiên thì cái món này nó phải xịn hơn cái kiếm kỵ, hiển nhiên là nó xịn hơn rất là nhiều rồi anh em, nhưng mà cái chi phí để đầu tư cho nó thì cũng cực kỳ cao. Rồi ok, vừa ốp con Joan mát xong thành thử là tượng cam cũng hết rồi. Rồi phần cuối thì anh em mình sẽ cùng đi xem về chỉ huy nhé, xem về chỉ huy nào, điện thoại và sức mạnh nè, Zenobia, Yawiga, Chandra vẫn chưa triệu hồi. Mình sẽ xem tổng có bao nhiêu con tướng cam mát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ôi ôi, à, thế 15 con tướng cam mát. Rồi anh em mình bây giờ mình sẽ xem con nữ xạ thủ để chắc cái thời gian cho nó chính xác nè anh em, không mình nhiều khi đã bị nhầm. Bây giờ cứ phải kỹ anh em ạ. Ngày tuyển dụng là ngày 21 tháng 6 năm 2019, 21 tháng 6 2020, 1 năm, 21 tháng 6 2021, 2 năm, 21 tháng 6 năm 2022, 3 năm nhá anh em. Hạt này hơn 3 năm đó, bây giờ cứ chắc lại cho nó chắc đi, không thì nhìn nhiều khi đoán lát lát là hay là đoán sai, thành ra là lên video review mà nói sai lè hết. Ôi Yulisesa, Cha Gian, nói chung là bây giờ nhìn nạc kiên kỵ nó có vẻ khác biệt đúng không anh em, kiểu như nó vượt trội hơn so với những cái account khác ấy. Kiên kỵ bây giờ nó pro mát quá rồi, mát cả meo mét nè, đánh hàng vũ meo mét đồ thứ. Wow, à nhìn dàn kỵ khét thật. Bây giờ mới thấy giá trị của hạt chuyên kỵ đúng không anh em, phải gọi là khét thật sự ấy. À nhìn đám kỵ đã thật. Saladin mát rồi, Saladin luôn nè, 44 triệu, net 25 triệu, về chưa, hạng vũ 24 triệu, Willy 10 triệu, Attila 14 triệu, Attila mà bào thấy còn ít hơn cả là Sala với Net với hạng vũ, Mehmet 5 triệu, Khan, ôi, nên thấy chưa, Khan nó băm 40 triệu kìa, giả man chưa, hạt này mắc cả Mina. Cũng chịu khó đầu tư giai đoạn đầu game đấy anh em. Game này nếu mà chuẩn nhất thì đầu game thì nếu mà có điều kiện anh em mắt Mina ngay từ đầu game, nó cũng là một cái bàn đạp cực kỳ lớn để cho anh em phát triển cái hạt của anh em nó khá hơn, mạnh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là không phải ai mà cũng có điều kiện để mắt đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ xem chủ hạt đánh on field với những đạo kỵ như thế nào nhá anh em. Không biết là chủ hạt đã set chưa, không biết là set đốt cài đặt chưa. À đây mình thấy là đang đánh hàng vũ Honda, Ned Willy, Joan Melmet, Salaji, Attila Takeda, vậy là được 5 đạo. 5 đạo kỵ. Ừ, 5 đạo kỵ, 5 đạo kỵ nè. Salaji lấy AOE à? Đạo nào cũng AOE hết. Net cũng có AOE, hạng vũ cũng AOE, Salaji cũng AOE, trừ mỗi Takeda, Attila thôi là không có thôi. Salaji đánh vẫn ok hơn à anh em. Mình vừa thấy có không Khan mát kia, để không Khan vào nhiều khi là hay ấy, bây giờ lại đổi lại Yuan Khan, không biết anh em đánh thử Yuan Khan, nếu như anh em là mát đánh thử mùa KVK xem thử nó như nào, phản hồi xem nhé. Mình dự kiến cặp Yuan với Khan cũng khá là ok. Năm đạo như vậy thì cũng chuẩn rồi, nhưng mà nếu mà là mình thì mình sẽ đánh Yuan với Khan thay cho Mehmet. Mehmet thì có thể đổi sang Sala hoặc là hạng vũ cũng được. Mehmet có thể đổi sang hạng vũ với lại Sala. Ok. À nhìn dàn kỵ mê quá đúng không anh em? Nhìn dàn kỵ cực kỳ mê ấy. Quá ấn tượng luôn.
Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì nhân dịp là vừa ra con tướng Doan, và hầu hết là nó nhận được phản hồi rất là tốt từ 80% người chơi, kể cả những người chơi không chơi truyền kỳ, người ta vẫn phản hồi cực kỳ tốt về con tướng Doan này. Thì cũng kiếm một cái account chuyên về kỳ để review cho anh em xem, cũng như là xem cái cách setup tướng của những người chơi, người ta chơi chuyên kỳ thì người ta sẽ setup tướng như thế nào. À, thêm một cái nữa là mở, bởi vì con Doan mới thì cũng sẽ mở luôn cây tài năng của Doan để cho anh em tham khảo luôn. Đó, cây tài năng của Doan nó như thế này. Ok, như vậy là video clip đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin like, ủng hộ cho mình một đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.